Chào anh chị, DataSan hân hạnh giới thiệu cho mình mẫu báo cáo thông minh Power BI mới. Điểm nổi bật của báo cáo này là mình có cái biểu đồ thác nước, hay còn gọi là biểu đồ cầu nối, tiếng Anh là Waterfall Chart. Biểu đồ này giúp cho doanh nghiệp mình dễ dàng thấy được ảnh hưởng tăng giảm của từng hạng mục đến cái số dư đầu kỳ dẫn đến số dư cuối kỳ. Ngoài ra là báo cáo này được thiết kế với các chỉ số đồ thị cũng như là bảng theo dõi rất là trực quan. Doanh nghiệp mình có thể nhận định nhanh tình hình sản xuất kinh doanh các tháng trong năm so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra chỉ bằng một bước quét chuột là doanh nghiệp mình có thể tùy chọn các hạng mục muốn xem hay là phân tích chuyên sâu. Ví dụ như đây là mình đang phân tích theo category, thì anh chị thấy các đồ thị của mình đang phân tích theo từng cái category khác nhau. Biểu đồ waterfall chart cũng đang phân tích theo các loại category khác nhau, cũng như là biểu đồ tròn cũng vậy. Và khi mình click chuột chọn factor thì các đồ thị của mình cũng thay đổi tương ứng để mà phân tích chuyên sâu về các factor khác nhau đó. Thì cái biểu đồ thác nước waterfall chart này được sử dụng rất là phổ biến trên thế giới, và anh chị mình có thể trải nghiệm thử mẫu báo cáo này tại trang web datasan.com. Trường hợp mà anh chị mình muốn thiết kế báo cáo tương tự như báo cáo này thì có thể liên hệ DataSan để hỗ trợ, hay là mua mẫu báo cáo này cũng như là tham gia cái khóa học về Power BI của DataSan. Cảm ơn anh chị đã quan tâm.